Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikaki Gaming. Và đây là ván đấu tiếp theo của giải đấu do quân đoàn Fear cũng như là quân đoàn Game TV và có rất là nhiều các quân đoàn khác cùng đồng hành tổ chức với chúng ta. Chúng ta có những cái tên rất quen thuộc, đó là King of Free Fire, đó là Phúc Xá, đó là Team Đất Cảng, đó là BCS và rất là nhiều quân đoàn khác. Và rất là trân trọng, mình rất là trân trọng những cái nỗ lực của cộng đồng như quân đoàn Game TV cũng như quân đoàn Sài Gòn đã chung tay để có thể tổ chức giải đấu 10.000 kim cương này. Và đây là ván đấu thứ 3 của giải đấu này. Chúng ta đang có trên màn hình đó là rất nhiều các game thủ. Mặc dù đường bay của chúng ta thì nó bay từ khu vực tiền đồn và kết thúc khu vực thành phố biển, nhưng có vẻ các đội tuyển họ chọn đến khoảng thời điểm giữa bản đồ thì mới nhảy. Tại vì trong khoảng thời gian đầu thì mình đã chuyển camera rất nhiều nhưng không thấy các quân đoàn họ, không thấy các đội họ rời khỏi máy bay sớm. Và lúc này thì Game TV họ sẽ chọn khu vực khu dân cư là điểm dừng chân của mình. Còn đây là Cherry Star. Rồi, ván đấu trước thì họ đã thi đấu khá tốt và có khá là nhiều mạng hạ gục hay. Trong ván đấu này họ sẽ quyết định chọn khu vực cổng trời. Đúng thôi, nắng và mưa thì có lẽ là phải chọn khu vực cổng trời nấp thì nó mới hợp lý. Lúc này thì đã có giao tranh xảy ra ở đây rồi. Đã có tiếng súng nổ ra và Đào Móm anh ta chạy lên. Đào Móm chưa có súng trong tay, mới chỉ có trong tay một cái chảo thôi. Với những thành viên đồng đội họ, anh họ đã bắn gục được hai người khác rồi. Đã bắn gục được hai đối phương rồi và đang Đào Móm anh ta đang cố gắng là, có lẽ là cô ta thì đúng không, đang cố gắng là dùng chảo để có thể bắn đến thành viên đối phương. Đã nhặt được hai khẩu P90, tiếp tục sấy rất tốt ở vị trí của đối phương và đã hạ gục đối phương rồi. Có hai đối thủ đang chạy lên bắn, tiếp tục nốc được một người đến theo vị trí của Cherry Star. Đào Móm bắn rất hay, đó là Đào Móm, nhưng mà đối phương đang lao lên là Đào Móm đã bị hạ gục bởi khẩu MP5 đến từ đối phương. Đối phương tiếp tục bắn gục thêm một người nữa và tôi cũng rất là mong chờ muốn biết xem đó là thành viên nào. Đó là đội của Fear. Đó đội của Fear, nhưng cuối cùng thì Fear họ đã bị quét sạch bởi Cherry Star rồi. Bởi vì chúng ta có thể thấy là ba mạng hạ gục liên tiếp dành cho các thành viên của Cherry Star. Như vậy là mưa thì cũng đã bị gạt giò. Trong khi đó thì Cớm Đêm và Đào Móm mỗi người chia nhau một hai điểm hạ gục. Đây là Game TV chân nè và họ đã không gặp bất kỳ một cái vấn đề nào ở trong khu vực khu dân cư cả. Đây là 3D Tuấn đến từ đoàn Huyền Thoại và đội của họ, đội Sài Gòn họ. Hình như cả hai đội Sài Gòn đều nhảy xuống khu vực đảo Dừa và họ đang ở khá gần nhau. Họ đang ở khá gần nhau và liệu sẽ có một cái pha huynh đệ tương tàn giữa những người cùng quân đoàn này hay không. Nếu như mà theo tôi đang quan sát thì đội của Tùng Nè, ông Trùm đã mất đi một người, đó là Sài Gòn Chuối và Lãng, thì họ đang nấp ở khu vực phía trên của đảo Dừa, phía trên của đảo Dừa. Còn đội Sài Gòn kia, đội Sài Gòn của Sún, vợ Sún, Cân Hết 4 và 3D Tuấn thì họ lại đang nấp ở phía khu vực dưới. Và có lẽ là với cái hướng di chuyển này thì họ sẽ không gặp nhau ở trong khu vực đảo Dừa này đâu. Khả năng là sẽ không có một pha huynh đệ tương tàn ở đây. Với biết đâu thì họ đang ngồi cạnh nhau và đang có những cái thỏa thuận nhất định nào đó, thì điều đó chúng ta cũng không thể biết được trong một cái giải đấu online như thế này. Nhưng mà như tôi thấy là có một thành viên, đó là SG ông Trùm, mình có lẽ đã bị lag. Đây là team số 3, team số 3 đang nấp ở trong khu vực quảng trường. Team số 5 rồi. Đây là team số 6, các thành viên của Fort Hood, vợ Shy và Bad Max cũng như là WG Wawa. Lúc này thì team Phúc Xá họ quyết định sẽ nhảy xuống khu vực kho quân sự và sẽ nấp ở đây. King of Free Fire đang ở nhà máy điện, còn Bao Cao Su thì King of Free Fire đang ở thành phố biển, còn Bao Cao Su đang ở nhà máy điện. Còn đây là các thành viên của team Game TV. Lúc này họ đang ở nhà máy điện. Như vậy là có hai đội nấp ở khu vực nhà máy điện và liệu sẽ có một cái pha giao tranh ở đây dành cho các thành viên của Game TV hay chăng? Đây là Bé Ú và Bé Ú đã bị bắn đến từ vị trí của đối phương. Khá đau, mất đi khoảng 1/4 lượng máu của mình. Đang cố gắng là ngó ra để xem phát hiện ra đối phương nào không. Nhưng có vẻ là tự nhận thấy đội mình hơi thua sút về mặt trang bị nên họ quyết định là sẽ rời khỏi khu vực nhà máy điện này, chạy bo bên trái để có thể thoát khỏi đi chạy bo bên phải, thoát đi cái sự tấn công đến từ đối phương. Và đây là các thành viên của team Game TV, đây là Julien và Cherry Star. Đào Móm thì họ nhảy xuống khu vực cổng trời sau cái pha giao tranh đầu tiên của các thành viên của Fear. Thì lúc này họ đang có lực lượng trang bị khá là đầy đủ. Đây là vợ Sún, các thành viên của đội Sài Gòn, họ quyết định là sẽ bo bên phải của khu vực đảo Dừa. Nhưng mà hình như thì đối phương, đó là các thành viên của đội Tùng Nè, họ vẫn còn ở đây và tôi tin là sẽ có một cái pha huynh đệ tương tàn giữa họ hay chăng không. Và như vậy là hai đội Sài Gòn thì khá là buồn khi mà họ sẽ không có một cái pha giao tranh nào ở đây cả. Lúc này thì SCBG
trận này thì đã bổ sung thêm SCVG đẹp trai vào đội này rồi. Loi để ngu, WG Wawa. Phản đấu trước thì WG Wawa cũng như người đồng đội của mình thì đã gãy khá là sớm, nên là chúng ta không xem để những cái pha xử lý của họ. Đây là idol xỉu nhi, rank huyền thoại luôn. Và lúc này thì vòng bo của chúng ta, nếu như theo kinh nghiệm của tôi thì vòng bo này nó sẽ kết thúc ở giữa khu vực kho quân sự và cổng trời, và để xem là thầy Hải dự đoán thì có chính xác hay không. Các thành viên King of Free Fire ván đấu này thì họ vẫn giữ nguyên lineup giống như là ván đấu trước, bao gồm thành viên đó là Bin đẹp dai, Phước, Kevin cũng như là Adam. Đây là BCS, quá đen ở BCS. Ván đấu trước thì họ đã về top 2 khá là tốt, nhưng trong ván đấu này thì họ đã không còn giữ lại đủ đầy đủ thành viên của mình. Joker và Asus 4G, hai người bắn cực hay ở trong ván đấu trước, thì ván đấu này lại là những người phải nằm xuống từ sớm. Đây là Mr. Bình cũng như El Kun, Sư Tỷ và Trung 90 đến từ team đất cảng. Họ đang có mặt ở khu vực cảng lớn và rất là hay. Đội team đất cảng thì nhảy xuống khu vực cảng lớn thì còn gì hợp phong thủy bằng. Đây là Game TV Phụng Nè, và lúc này thì các thành viên của Game TV họ vẫn đang nấp ở trong khu vực nhà máy điện, không có dấu hiệu là xem muốn di chuyển. Có lẽ là ván đấu trước họ chơi ở đảo Thiên Đường, nên ván đấu này họ vẫn quen tay, họ vẫn theo cái phong cách đó là chơi một cách cẩn thận. Thông thường thì đảo Thiên Đường thì chúng ta sẽ chơi cẩn thận hơn so với đảo quân sự. Đây là Lãng và anh ta đang chạy, vừa rồi anh ta có một pha chạy trên lan can của thành cầu, và chạy như thế thì cũng rất là nguy hiểm, chỉ cần hơi xa chân một chút rơi xuống dưới thì bạn có thể mất đi toàn bộ lượng máu của mình. Và như vậy là đây là máu chiến team Thuận Con, và chúng ta còn đang phát hiện ra một đối phương, và anh ta đang có những cái pha nhảy bắn rất khó chịu. Đối phương đã nấp ra sau thẳng đá rồi, và Thuận Con liệu là có muốn truy sát đối phương không? Có một người chạy ngang qua đường. Lúc này thì SG ông Trùm, đó là cái người chơi bị lag thì đã bị hạ gục rồi. Rất đen cho team của Lãng cũng như là Tùng Nè khi mà họ mất đi những thành viên của mình khá là sớm. Lúc này đang cố gắng di chuyển về khu vực nhà máy điện. King of Free Fire vẫn giữ cái phong cách thi đấu cực kỳ cẩn thận của họ. Họ vẫn nấp ở trong nhà máy điện và cũng không có nấp ở khu vực thành phố biển, và cũng không có bất kỳ một cái động thái nào là muốn di chuyển vào trong vòng sớm. Đội của Lãng và đây là SG cân hết. Lúc này thì đội của họ đã quyết định là rời khỏi khu vực cực nam, và như vậy là đã có một pha nhảy hơi sớm. Tôi nghĩ rằng phát hiện ra đối phương ở khu vực nhà máy điện, phát hiện ra đội Game TV nhà máy điện, và đã có những cái pha bắn đến từ Game TV khiến cho những thành viên của đội Sài Gòn họ quyết định là phải rời khỏi cáp treo sớm. Khi mà rời khỏi cáp treo sớm như vậy, họ sẽ mất đi toàn bộ lượng máu của mình. Với một cái mức độ nhảy cao như thế thì bạn sẽ tự gây sát thương lên bản thân mình rất là lớn. WG Wawa lại bò sấp mắt rồi. Game TV Burst Max đang chạy ra để cứu người đồng đội của mình. Forthood vợ sai vừa bắn gục được một thành viên của đối phương, và đang có liệu sẽ có một pha giao tranh không. Wawa anh ta phát hiện ra đối phương ở bên ngoài, chạy ra sấy, một pha sấy không tốt đến từ vị trí của Wawa. Vâng, anh ta chạy ra nhưng ngay lập tức cũng đã bị đối phương bắn gục rồi. Bắn quá tệ luôn. Đó là WG Wawa. Và có lẽ là hôm nay không phải là một ngày thuận lợi dành cho những thành viên của đội của Wawa rồi. Lúc này máu chiến team Thuận Con, LMRX cũng đã là những người đã có thêm mạng hạ gục của mình. Yon lúc này anh ta cũng đang có đồ đạc khá là ngon đi. Đây là màn hình của đội E Sài Gòn, và đội Sài Gòn lúc này thực ra chỉ có một mình Sài Gòn Pearl 7 đến Sài Gòn thôi, có hai người đến từ ICVG. Và đây là đội Phúc Xá. Nãy thì Phúc Xá họ nhảy xuống nhà máy điện và đồ đạc thì cũng khá ngon rồi. Bây giờ họ quyết định họ nhảy vào kho quân sự, bây giờ họ quyết định là sẽ trở lại kho quân sự để chắc có lẽ sẽ có một pha cam ở đó, một pha canh ở đó. Sài Gòn Lãng anh ta cũng đã bị hạ gục luôn rồi. Rất là nhiều game thủ họ bỗng nhiên bị bốc hơi khỏi bản đồ này, giống như là khi mà bị Thanos búng tay ở trong phim Avengers Infinity War vậy. Đây là Mr. Bình anh ta lái xe với vận tốc, anh ta lái xe rất ghê, nhưng mà anh ta đã quyết định nhảy ra khỏi chiếc xe của mình. Đang chờ đợi một điều gì, phát hiện ra đối phương ở trên đồi, bắn không gây được quá nhiều sát thương. Như vậy thì Alcun đã bị bắn đỏ máu đến từ đối phương rồi, nên những thành viên của team tất cả họ đang nấp ở dưới này, và có lẽ là người bắn họ chính là người của team Phúc Xá. Những người ở team Phúc Xá khi nãy thì team Phúc Xá họ chạy lên phía kho quân sự, và kho quân sự thì nằm chính ở cái đỉnh núi mà team đất cảng đang nhìn về. Đây là El Kun anh ta đang làm gì? El Kun lúc này anh ta không có mũ, anh ta chỉ có một cái giáp 3 mà thôi, và liệu là họ sẽ có một pha công lên phía kho quân sự hay không.
vẫn đang chờ đợi. Nhưng với việc không có mũ như thế này thì Alcun rất dễ bị bắn gục lên đối phương, khá là chậm trong cái việc mà di chuyển vào trong vòng đó. Là thành viên của Game TV Julien cũng như là Phụng Nè vẫn còn đang ở ngoài này và cố gắng ăn thêm những cái nấm, nhặt thêm những lượng trang bị cho mình. Nắng đang tìm thấy một cái hòm mà kể cả giáp 1 thì cũng phải ăn thôi. Đây là Mr. Bình cùng những người đồng đội của mình, vâng, 4 người trên 3 chiếc xe ô tô đang chạy về phía của đập thủy điện. Họ đang cố gắng tìm kiếm đối phương, đang săn đối phương, hay liệu có một pha quét ở vòng đây. Nếu như quét ở vòng thì có lẽ họ nên di chuyển ra sát ở vòng bó trắng hơn là việc chạy bâng cua như thế này. Như vậy có lẽ là Bình và Alcun họ cũng chỉ giấu xe vào đây thôi, cũng như là để thiết lập một cái pha phòng thủ ở trong khu vực này. Nhưng thực ra thì đó không phải là một điểm phòng thủ tốt, tại vì đối phương ở trên kho quân sự thì hoàn toàn có thể tấn công vào vị trí ở đập thủy điện một cách rất dễ dàng. Cherry Star cấm đêm, mà họ đã mất đi một thành viên, đó là Mưa rồi. Chỉ còn lại Đào Móm, Nắng và Cherry Star cớm đêm mà thôi. SG cần hết 4, lúc này họ đang ở phía khu vực đèo đá và có lẽ sẽ phải nhanh hơn. Họ sẽ phải di chuyển nhanh hơn thì vòng bò sẽ thu lại sau khoảng 10 giây nữa mà thôi. Cần hết 4, anh ta thấy camera chiếu vào người khi mà thấy con mắt nó nhảy thêm số. Nghĩa là đang có camera chiếu vào người thì đã có một pha chào với tất cả khán giả của mình. Đây là 3D Tuấn, và anh ta đã lên chiếc xe của mình. Với chiếc xe này thì ai còn dám gọi anh ta là 3D nữa. Lâm Rx lúc này thì vẫn đang cố gắng chạy vòng. Tại sao anh ta không chạy thẳng ở trong vòng để cho đỡ tốn máu nhỉ? Tôi nghĩ là anh ta nên chạy thẳng ở trong vòng. Trong ván đấu này thì đội của họ có thành viên SCVG KZ và SCVG Đẹp Dai. Đây là Bống Suka cũng như là chồng Bống Xỉu Nhi về trẻ nghé. Những thành viên cộm cán đến từ team Phúc Xá và họ đang nấp ở bên ngoài. Vâng, đang nấp ở bên ngoài kho quân sự. Nó nhìn cái cảnh này tôi lại thấy nhớ giống như một cái pha công thành chiến ở trong một cái game nhập vai nào mà trước đây từng chơi. Cái vòng bo của chúng ta nó cực kỳ trí luôn. Cái vòng bo của chúng ta nó sẽ thu thẳng vào trong khu vực kho quân sự, và tôi tin là cái điểm nấp ở phía dưới cái bức tường thành của kho quân sự nó sẽ là cái điểm mà quyết định cái top 1 ở trong ván đấu này. Đây là Phụng Nè. Lúc này thì toàn bộ đội Game TV cũng như thành viên bé ú của phe họ đã có được một chiếc Monster Truck, và bởi vì từ ngày mà Gaina thay đổi cái cơ chế ra cái Monster Truck thì cả bản đồ sẽ chỉ có một chiếc Monster Truck mà thôi. Và khi mà bạn đã có chiếc Monster Truck này rồi thì bốn anh em trên một chiếc Monster chúng ta cứ thế mà chạy thôi, chả phải gì phải ngại bất kỳ đối phương nào. Monster Truck thì bây giờ nó cũng trâu hơn rất là nhiều so với cả những xe như là xe xanh hay là xe thể thao. Có một pha lái xe chạy thẳng vào trong khu vực cái trại này. Như vậy đã phát hiện ra đối phương, chạy ngang qua trên đồi rồi. Chân này không biết là cô ta đã phát hiện ra đối phương ở trước mặt mình trong pha thi đấu vừa rồi hay không. Julien và bé ú đang bắn, chân này cũng đã dính sát thương đến đối phương. Đối phương đang nấp ở phía trên của khu vực tường thành, đang cố gắng bắn nhưng mà bắn khá là bâng cua rồi chân này. Có lẽ là chân cô ta không biết rằng đối phương đang nấp ở đâu, mặc dù đang là người có hai điểm hạ gục nhiều nhất ở Game TV đã bị bắn ú, đã bị bắn gục đó là bé ú. Vâng, bé ú đã bị hạ gục đó là pha tấn công đến từ vị trí của Đào Móm. Đào Móm này có 3 mạng hạ gục nhưng đang ở ngoài vòng. Đó là một pha móc lốp tốt đến thành viên của CR. Và như vậy là Cherry Star cấm đêm đã bị bắn gục đến đối phương, rất nhiều sát thương dồn lên, và Julien là người có mạng hạ gục của mình. Này là Đào Móm 3 mạng và đang cố gắng chạy đến đây. Vâng, tiếng chân nghe thì tiếng chân, mà Đào Móm quyết định sẽ bơm máu trước và dò tiến đến. Liệu đối phương có biết không? Đối phương biết là Đào Móm đang tiến đến và ngay lập tức đã có một pha hạ gục. Người hạ gục đó tiếp tục là Game TV Julien, đã có 2 mạng hạ gục cho mình và đó là một pha thi đấu rất tốt từ các thành viên của Game TV. Đây là King of Free Fire Phước, và lúc này anh ta đang có một chiếc xe thể thao, quyết định là sẽ lái xe thể thao vào trong vòng, và Phước đang là người cầm lái và rất là mạnh mẽ. Đó là thành viên của King of Free Fire đang húc vào vị trí, không, như vậy là không húc được đối phương nhưng vẫn kịp nhả ra một quả M79. Vâng, đó là vũ khí quen thuộc của Phước và đã hạ gục được Sài Gòn cân hết. Sún cũng đã bị Bình Đẹp Dài bắn gục luôn ở trong pha thi đấu vừa rồi. Và lúc này thì các thành viên King of Free Fire họ quyết định là sẽ đứng ở đây một chút để có thể hồi lượng máu của mình. Cái vòng bo này tôi cũng không rõ là nó sẽ thu ra khu vực bờ biển của kho quân sự hay thu ở trên kho quân sự. Và đó cũng đang là cái điều băn khoăn đến từ quân đoàn Phúc Xá. Các thành viên của Phúc Xá này họ đang đứng ở trên một cái gờ tường. Và cái điểm ở cái chỗ này nó có một cái điểm chết người là nếu như bạn không nấp ở cái vị trí đầu mà khi vòng đã thu vào rồi, bạn sẽ không có cách nào để có thể nhảy qua được cái bờ tường cực cao này. Thuận con đang bị bắn đấy,
thành viên của Phúc Xá và đã bị bắn rất nhiều máu. Chiếc xe máy nó không chạy được nhanh giống như những chiếc ô tô và nó che cũng không tốt. Đó là lý do vì sao Thuận Con ở máu chiến tim anh ta sẽ phải dừng lại ở đây, cũng như là mang đến sự quét sạch cho tim của anh ta. Những thành viên ở Phúc Xá họ vẫn đang rất bình tĩnh, đang nấp ở đây. Nhưng mà có vẻ những cái vòng bo thì nó sẽ chạy ra khỏi cái bức tường thành của cái kho quân sự rồi. Đây là một cái kho quân sự cực kỳ đặc biệt, một cái vòng bo đặc biệt. Và như vậy là Phước cũng đã bị bắn gục rồi. Phước đã bị bắn gục đến thành viên của đối phương Adam, cũng như là Bin Hẹp Dài và Kevin đang cố gắng là chạy dọc theo khu vực tường thành để kiểm soát được xem cái hướng tấn công của đối phương ở đâu. Và chiếc xe vẫn còn khá là ít máu. Và Bin Hẹp Dài sẽ làm gì? Bin Hẹp Dài anh ta quyết định là sẽ lấy chiếc xe, và liệu sẽ có một pha hook hay không. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây và một pha hook cực hay đến từ vị trí của King of Free Fire Bin Hẹp Dài. Và Bin Hẹp Dài anh ta bắn rất hay, và đó, người xấu số đó là Game TV Julian. Vẫn còn chiếc xe vẫn còn một chút máu nhảy ra. Anh ta quyết định là sẽ không lái nữa. Và liệu còn đối phương nào quanh đây không? Lúc này vẫn còn đến 18 người ở trong cái khu vực cực kỳ chật hẹp này. Adam đã bị dính đạn, và có lẽ là Adam anh ta đã phải dựng một chiếc tường băng lên để có thể hồi lại lượng máu của mình. Có tiếng xe đang lao đến, và tôi không biết đó là xe của đội nào. Bin Hẹp Dài anh ta có lẽ cũng nghe thì tiếng xe đến, và anh ta quyết định là sẽ nấp ở dưới. Đây là một cuộc đại chiến ở phía dưới của kho quân sự, và không phải ở phía trên của kho quân sự mà là tới tầng ngầm của kho quân sự. Một điều rất hay, ở trên kho quân sự thì cũng đang có những cái pha giao tranh với nhau. Vừa rồi một pha hút cực kỳ cục của Mr. Bình, và Mr. Bình vừa rồi anh ta cũng đã bị bắn gục đến đối phương. Rất nhiều đội đang bị bắn, HP sư tỷ cũng đang bị bắn luôn. Nhưng lúc này thì Trung 90 anh ta ở khá xa người đồng đội của mình. Elkun đang ở đâu? Elkun đang cố gắng di chuyển trong vòng, và vừa rồi đó là một pha bật ống ngầm lỗi đến Trung 90. Có lẽ tay anh ta hơi cuống, Adam vừa rồi đã hạ gục luôn cả sư tỷ ở tiên đất cảng rồi. Vâng, ở trên thì là các thành viên của Phúc Xá, ở dưới thì vẫn còn những người của King of Free Fire. Quá khó thì đây là thế gọi là thập diện mai phục, có thể gọi là rồng phục hổ ngồi ở đây rồi. King of Free Fire Adam tiếp tục có một pha hạ gục hay vào vị trí của đối phương. Lúc này tiên đất cảng chỉ còn lại mình Trung 90 thôi, sẽ làm gì? Ở trên thì các thành viên của Phúc Xá họ vẫn còn ở đây, và nếu như các thành viên của Phúc Xá họ không sớm di chuyển ra khỏi cái khu vực này thì họ rất dễ sẽ bị kẹt lại. Nhưng ở trên này vẫn còn team của Saigon Pearl và các thành viên của một đội khác nữa, mà khiến cho Xỉu Nhi bóng và bóng Suka vẫn chưa thể di chuyển đi được. Chồng bóng đang bị bắn, Xỉu Nhi đang bị bắn một pha 1.9 rất tốt, kéo đi sát thương đối phương. Và SCVG đẹp trai cũng đã bị hạ gục đến từ vị trí của Xỉu Nhi, nhưng mà họ sẽ phải sớm di chuyển vì vòng bo đang thu lại rồi. Và với cái độ cao như thế này thì khi mà nhảy xuống thì không khác gì một pha tự sát. Đó là một pha nhảy xuống, và ngay khi nhảy xuống thì đối phương vẫn quyết định là sẽ không tha cho họ. Chồng bóng vẫn cố gắng bắn cây Z, và cây Z bây giờ anh ta nhảy xuống kiểu gì? Anh ta nhảy xuống kiểu gì bây giờ? Pearl dùng chiếc xe và anh ta đã nhảy xuống, và như vậy là anh ta cũng đã có một pha tự sát. Các thành viên còn lại như BCS cũng đã bị hạ gục, và xin chúc mừng King of Free Fire, họ tiếp tục có thêm một ván đấu nữa đứng đầu, bởi vì họ may mắn hơn khi đã đứng ở phía dưới của kho quân sự.